Xin mến chào quý vị và các bạn. 18 năm về trước, một vụ án giận người được phơi bày, gây rúng động Ấn Độ. Cảnh sát xác định nhiều trẻ em bị sát hại rồi giấu xác gần nhà một triệu phú ở thủ đô New Delhi. Năm 2005, các vụ hãm hiếp giết người liên tiếp xảy ra đã gây chấn động toàn Ấn Độ. Số vụ án nhiều đến nỗi cảnh sát buộc phải tuyên bố tạm dừng điều tra. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan chức năng, nghi phạm cũng bị lộ diện. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vụ án tội ác kinh hoàng liên quan đến triệu phú của Ấn Độ qua video này nhé. Quý vị và các bạn xem video, vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là like chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Quý vị và các bạn có ý kiến gì cũng vui lòng comment ở phía bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chân dung kẻ sát nhân bệnh hoạn. Surender Kohli, sinh năm 1970, trong một gia đình nghèo tại khu định cư bên dãy Himalaya. Gia đình Kohli gồm những người ăn chay, nhưng cha anh ta lại làm ở cửa hàng bán thịt. Và sau này, Kohli cũng tham gia công việc này. Năm 1981, Kohli buộc phải bỏ học để mưu sinh. Vài năm sau, anh ta chuyển đến Noida. Công việc đầu tiên của Kohli ở đó là rửa bát tại một khách sạn đã xuống cấp. Sau đó, anh ta làm đầu bếp tại nhà ở Sector 29. Năm 1998, anh về quê để kết hôn. Nhưng một tháng sau, Kohli bỏ lại vợ, quay về Noida. Vào năm 2005, Kohli trở thành người giúp việc của gia đình Moninder Singh Panher, sinh năm 1957, một doanh nhân giàu có ở Ấn Độ, tại ngôi nhà D5 ở Noida, một thị trấn ở ngoại ô Delhi. Rồi cả Panher và Kohli bị bắt tại ngôi nhà D5. Cảnh sát tìm thấy những chai rượu vang cổ điển trong hầm rượu, gậy gôn và đồ nội thất lạ mắt. Cảnh sát cũng thu giữ máy tính xách tay và đĩa CD lưu những bức ảnh của Panher chụp với trẻ em khỏa thân và người nước ngoài. Bí mật kinh hoàng. Ngày 29 tháng 12 năm 2006, bố mẹ của một bé gái bị mất tích 2 năm trước đó ở Nithari thông báo cho cơ quan chức năng rằng họ đã tìm ra vị trí hài cốt của đứa trẻ. Đó là chiếc cống thoát nước trong khu vườn phía sau nhà D5, một căn hộ cao cấp ở Nithari thuộc ngoại ô thủ đô New Delhi. Thấy chính quyền địa phương phớt lờ, họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của cựu chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Thường trú là bà Mishra. Sau đó, bà Mishra cùng hai người dân Nithari đào bới cống thoát nước sau nhà D5 và phát hiện một bàn tay bị phân hủy. Họ gọi điện cho cảnh sát và tiếp tục tìm kiếm trong khu vực này. Ngày 30 tháng 12 năm 2006, cảnh sát tìm thấy ở đây những bộ hài cốt đầy đủ hoặc những phần cơ thể bị cắt rời của 19 người, gồm 4 nữ, 11 bé gái và 4 bé trai. Cảnh sát nhận định đây chính là vụ giết người hàng loạt. Nghi phạm là hai người sống trong căn nhà D5, gồm doanh nhân giàu có Moninder Singh Panher và người giúp việc Surender Kohli. Ngay sau khi thông tin về quá trình tìm kiếm được đưa lên báo chí, đông đảo người dân địa phương đã đến chiếc cống ở sau vườn nhà D5. Ở đó, cảnh sát đã tìm thấy 42 bao nhựa đựng quần áo và bộ phận của các nạn nhân, cũng như nhiều khúc xương dưới lớp bùn hôi hám. Hàng trăm người la hét trong sự phẫn nộ. Trong vòng 2 năm trước khi những thi thể này được tìm thấy, 40 trẻ em ở Nithari đã bị mất tích, trong đó có 6 trẻ dưới 6 tuổi. Dân chúng bị kích động đến nỗi cảnh sát phải ngăn chặn đám đông phẫn nộ muốn phá nát ngôi nhà D5. Cảnh sát đã nhờ đến sự hỗ trợ của phòng pháp y để xác định danh tính của những phần thân thể bị tách rời được tìm thấy. Trong số 17 hộp sọ và xương được phục hồi, chỉ có một hài cốt là một người trưởng thành. Đó là thi thể của cô gái có tên Payan. Còn lại đều là thi thể trẻ em, trong đó 11 bé gái. Cơ quan điều tra nhanh chóng thẩm vấn hai nghi phạm Moninder Singh Panher và Surender Kohli, người giúp việc của Panher, vào ngày 1 tháng 1 năm 2007.
Cảnh sát đã tiêm huyết thanh nói thật cho Coley và nhanh chóng tìm ra một phần của sự thật, với những chi tiết khiến ai biết đến cũng phải rùng mình. Nhưng với nghi phạm triệu phú Banher, nhiều điều khuất tất chưa được người này khai ra. Cáo trạng gây sốc. Theo báo cáo pháp y, thủ phạm đã bóp cổ các nạn nhân cho đến chết rồi phân thành 3 phần, ném chúng vào cống phía sau nhà. Nội tạng được chứa riêng vào túi nhựa tổng hợp trước khi ném xuống cống. Khi bị tiêm thuốc nói thật, Surrender Coley thừa nhận mình đã giết chết 8 đứa trẻ. Kinh hoàng hơn, hắn thú nhận đã xẻ thịt thi thể và thậm chí đã ăn thịt nạn nhân. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy vài mảnh thịt người trong tủ lạnh ở nhà của Coley. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy Coley đã có quan hệ tình dục với một số xác chết. Người này thừa nhận đã cưỡng hiếp các nạn nhân trước và sau khi họ tử vong. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2009, một phiên tòa đặc biệt của Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ CBI đã xét xử hai bị cáo này vì cái chết của nạn nhân nữ 14 tuổi Rimba Handa. Coley bị kết tội bắt cóc, giết người và cưỡng hiếp, trong khi Banher bị kết tội giết người. Tòa tuyên án tử hình đối với hai bị cáo. Nhưng sau hơn nửa năm, bản án tử hình dành cho Banher đã bị hủy bỏ. Banher đã được tòa án tối cao Allahabad tuyên trắng án và vô can trong 3 vụ án khác. Tuy nhiên, một bộ phận công chúng, trong đó có nhiều người thân của các nạn nhân, không bằng lòng với phán quyết trên. Nhiều người cho rằng tội ác của doanh nhân này đã bị lấp liếm. Theo nguồn thông tin chính thức, Tổng Thanh tra Cảnh sát của quận Noida là Dinesh Yadav đã bị thuyên chuyển công tác sau khi ông này dùng các mối quan hệ chính trị để bao che cho Banher khỏi bị bắt hồi tháng 12 năm 2006. Một nữ cảnh sát khác cũng bị kết tội nhận hối lộ và bao che cho tội ác của tỷ phú Moninder Singh Banher. Ngày 3 tháng 2, bản cáo trạng đầu tiên của Cục Điều tra Trung ương cuối cùng đã được đệ trình lên tòa án Ghaziabad. Nhưng nó khiến các bậc cha mẹ và những người quan sát bị sốc. Bởi vì Cục Điều tra Trung ương, cơ quan đã tiếp nhận các cuộc điều tra từ cảnh sát vào tháng 1, gần như đã ân xá cho doanh nhân Moninder Singh Banher, khi nói rằng anh ta không biết thực tế là người hầu của anh ta, là Coley đang giết người trong nhà. Anh ta không biết gì về kẻ sát hại Payan. Banher do đó được miễn tội cưỡng hiếp, giết người và chỉ phải đối mặt với tội âm mưu và vi phạm đạo luật vô luân, trong khi Surrender Coley bị buộc tội thực hiện tất cả các vụ giết người, hãm hiếp và bắt cóc. Ngày 19 tháng 5, tòa tuyên án tử hình đối với Surrender Coley và 7 năm tù đối với Moninder Singh Banher. Bên cạnh đó, Coley bị phạt 62.000 ruby, còn Banher bị phạt 4.000 ruby. Bản án mà tòa án Ấn Độ đưa ra đối với tỷ phú Banher đã gặp sự phản ứng mạnh mẽ của người dân Ấn Độ. Còn ý kiến của các bạn như thế nào thì có thể comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo.